hơi nóng quá là máy bị sập các bạn ạ. Rồi chúng ta tiếp tục nhá. Đấy. Mình viết lại đoạn moment nhé. Thì chúng ta phải bắt buộc là có moment quay để van mở được thì nó chỉ có thể là mở cùng chu kỳ đồng hồ. Đúng không? Vậy thì cái moment quay cùng chu kỳ đồng hồ nó phải lớn moment quay ngược chu kỳ đồng hồ. Trong đó moment quay cùng chu kỳ đồng hồ nó được tính bằng áp lực nên OB nhân với cánh tay đòn, nó phải lớn hơn hoặc bằng áp lực nên OA nhân với cánh tay đòn, do là cái áp lực nên OA nhân cánh tay đòn nó là moment quay ngược chu kỳ đồng hồ, được chưa? Trong đó mình tính luôn POA, POB và POA. Đúng không? Áp lực thì mình sẽ ký hiệu là cái P cong. Áp lực mình sẽ ký hiệu là P cong. Đấy, thì nó sẽ bằng P tại tâm C nhân với cả là S OB. Đấy. Trong đó P tâm C là tâm C của đoạn OB. Các bạn để ý nhá, mình đang xét cái đoạn là OB chứ không phải đoạn AB nhá. Bởi vì là cái cả đoạn AB nó sẽ làm cho cái van này nó sẽ quay theo hai chiều, một là cùng chu kỳ đồng hồ này, hai là ngược chu kỳ đồng hồ. Cho nên bắt buộc mình phải tách thành hai. Đúng không? Một thành phần làm quay cùng, một thành phần làm quay ngược. Trong đó thì mình quay cùng mình đang xét đây là OB này. Thì mình phải lấy tâm C là tâm của OB để mình tính áp lực tại tâm. Được chưa? Thì tâm đây. Vậy tâm thì nó sẽ bằng P tại mặt thông qua mặt thoáng này, PC mình tính thông qua mặt thoáng thì nó sẽ là PA cộng gamma nhân với độ chênh lệch độ cao. Độ chênh lệch độ cao ở đây là H này mà trừ đi cả đoạn này và cộng với H mà trừ cả đoạn này nhân với cả là BC. Được không? Gamma mà nhân H trừ đi cả đoạn này nhá. Là mình có là trừ đi 50 cộng 45 cộng 40 bằng là trừ đi 135 này. Trừ 135 cộng với đoạn BC. BC là trung điểm, C là trung điểm của OB. Nên là mình sẽ trừ thằng này và cộng với 25. Đúng không? Thì chung quy lại nó là trừ đi 110. Thằng này nhân với 10 mũ trừ 2 để đổi ra mét. Đấy, thì ra áp lực tại C này. Thằng này nhân diện tích S ở đây là OB nhân với cả bề rộng. Bề rộng đây không nói, mình mặc định bề rộng là B bằng bằng 1. Thì đấy là ra áp suất tại tâm. À, áp lực tổng hợp áp lực. Được chưa? Tiếp theo là tổng lượng áp lực của đoạn OA. Thì đây nó bằng P của C phẩy. C phẩy là trung điểm của OB, à OA, C phẩy trung điểm OA nhân với cả S OA. Được chưa? Thì thằng này bằng PC phẩy, lúc này nó bằng PA này cộng với gamma. Trong đó A là mặt thoáng. Đấy, A là mặt thoáng. Vậy là độ chênh lệch độ cao ở đây nó phải là H này mà trừ đi đoạn tổng thể và cộng thêm một đoạn là từ từ B đến đến C phẩy. Vậy là mình sẽ trừ đi đoạn bao nhiêu? 50 cộng 45 cộng 40 bằng thằng này trừ đi 50 trừ đi 45 chia 2. Được chưa? Thì chung quy lại nó là trừ đi 62,5. Thằng này nhân 10 mũ trừ 2 để đổi ra mét. Đấy thì ra PC phẩy và nhân với diện tích SOA. SOA nó bằng OA nhân bề rộng là B. Đấy. Vậy là chúng ta đã tính được áp lực lên đoạn OA và đoạn OB. Đấy, bây giờ quan trọng là điểm đặt. Thì điểm đặt giả sử áp lực lên đoạn OB giả sử đặt tại D. Đúng không? Thì độ sâu của D, ID sẽ được tính bằng bằng IC mà cộng với cả GXC mà chia IC nhân với cả S. S ở đây là SOB. Được chưa? Và thay đây chúng ta có là
IC vừa tính bên trên này, IC có phải bằng PA là mình có nhé, PA suất không khí 98066,5, các bạn xem lại video trước. Đấy thì ở đây có là bằng IC, đây là tọa độ tâm C thì nó là đây H trừ đi 110 nhân 10 mũ trừ 2 cộng với cả GXC. GXC đối với hình chữ nhật thì GXC bằng A mũ 3 nhân B mà chia 12. Được chưa? GXC A mũ 3 nhân B chia 12. Vậy đây là cộng với cả là A là bề sâu của đoạn gì? OB, đúng không? OB là 50, là 0,5 này. Nhân với bề rộng B A mũ 3, đúng không? Chia 12, chia 12. Mà tất cả chia cho IC nhân với cả SOB. Tức là H trừ đi 110 nhân 10 mũ trừ 2 mà nhân với OB nhân với B. Được chưa? Đấy. Vậy các bạn để ý trong cái ID nó chỉ có một đại lượng không biết, đó là H. Còn OB là mình mặc định bằng 1 nhé. B mặc định 1, bề rộng bằng 1. Độ rộng OB biết. Được chưa? Đấy. Đấy là điểm đặt là có độ sâu D ở đây này. Là mình biết mình tổng hợp và nói bằng tương đây này. Đúng không? Có bạn bổ chữa bài tập chương 3, chương 4. Thì trong bây giờ chuẩn bị sắp tới là thi giữa kỳ đúng không? Thì sẽ có hai nhóm học, một là nhóm học môn nửa kỳ, hai là học cả kỳ. Thì học cả kỳ thì kiến thức giữa kỳ sẽ thi là chương 2, chương 3 và chương 4, trong đó chương 2 và chương 4 là chủ yếu. Được chưa? Còn học nửa kỳ, các bạn học nửa kỳ thì sẽ là thi chương 2, chương 3, chương 4 và chương 5. Đấy, nó dàn trải như thế. Thì chủ yếu vẫn là chương 2 và chương 4 thôi. Còn nó chương 3 thì thực tế ra thì chương 3 là một chương rất là khó. Và chủ yếu thì nó là các bài tập đặc trưng, tức là mình sẽ nắm các dạng thôi. Chứ còn chương 3 thì khảo sát chuyển động của các điểm của dòng chảy động thì nó rất là khó. Được chưa? Thì có thể là chủ nhật tối mai mình sẽ like luôn chương 4. Bởi vì là chương 2 và chương 4 là hai chương chiếm cơ số điểm cao nhất. Được chưa? Quay trở lại bài toán chúng ta làm tiếp nhé. Chúng ta tính được áp lực trên đoạn OB và điểm đặt của áp lực đó trên cánh OB rồi. Và tiếp theo là xét trên đoạn OA thôi. O làm lệch xuống dưới chứ không phải O là trung điểm đâu nhé. Các bạn đọc kỹ đề, O không phải trung điểm đâu. Đây điểm O đây này. Đấy. Rồi, thì tổng hợp lực lên đoạn OB nó là tương đây. Được chưa? Thì mình đã tính được áp lực, tức là độ lớn rồi. Bây giờ điểm đặt của áp lực đó lên đoạn OB thì mình ký hiệu nó là điểm D phẩy trong hình vừa nãy đây. Được chưa? Thì ID phẩy nó vẫn được tính công thức, đó là IC phẩy cộng với GXC mà chia IC nhân với cả S của OB là OA, đúng không? IC phẩy. Đấy. OK thì thằng này bằng IC phẩy. IC phẩy thì bằng H trừ đi 62,5 nhân 10 mũ trừ 3, 10 mũ trừ 2 cộng cả GXC nó bằng A mũ 3. A ở đây là bề rộng. Bề rộng của chúng ta có đây là một nửa của 0,45 đúng không? À, đúng không? 0,45 chia 2 là 0,225 mũ 3. Đây áp công thức này đây. Mà nhân với B là bề rộng mặc định 1. Thằng này chia 12. Đây là công thức moment quán tính đối với hình chữ nhật. Mà tất cả chia cho IC phẩy H trừ đi 62,5 nhân 10 mũ trừ 2. Đấy mà nhân với S OB, SOB thì sẽ bằng là 0,45, tức là độ dài OA mà nhân bề rộng là B. Được chưa? OK. Đấy. Mình có thể xoay ngang, các bạn chụp màn hình lại đoạn này. Sau đó là mình sẽ xoay dọc lại.
Các bạn chụp nhanh màn hình cho mình vào. Được chưa? Ok. Nên là vừa nãy mình có là gì? Moment quay cùng chữ kim đồng hồ nó phải lớn hơn bằng moment ngược chữ kim đồng hồ. Bắt buộc nó phải quay cùng những cái đồng hồ như này. Đúng không? Để mở. Tại vì ở A nó có một cái G này, tức là cái G này nó cứng, không thể nào mà vượt qua được cái G này, đúng không? Vậy là có cách duy nhất để mở đó là quay ngược, à cùng những cái đồng hồ. Vậy là moment cùng những cái đồng hồ nó phải lớn hơn moment ngược chữ kim đồng hồ. Đấy, trong đó moment cùng những cái đồng hồ đây, POB nhân với cả OD nó phải lớn hơn hoặc bằng POA mà nhân với cả OD phải. Hiểu chưa? Trong đó các thành phần POB này, xong rồi là ID này, từ ID mình suy ra cánh tay đòn đúng không? Xong rồi là POA này, ID phải, từ D phải mình cũng suy ra được cánh tay đòn. Được chưa? Vậy là mình đưa nó vào biểu thức này và trong biểu thức này chỉ còn duy nhất ẩn H thôi. Đấy, và mình sẽ tìm được ra độ sâu H. Được chưa? Video này mình sẽ like khá nhanh nên là chắc chắn là sẽ có những bạn không theo kịp. Cho nên là các bạn có thể lưu video này lại và có thể xem và tạm dừng hoặc là xem lại những cái chỗ mà mình chưa rõ. Được chưa? Chắc chắn là sẽ có những đoạn mà mình sẽ bị nói nhanh quá. Vì là mình không nhìn rõ mặt các bạn nên là không không nhìn thấy mặt nên là không biết được là chỗ nào cần nói rõ. Được chưa? Rồi, đó là kết thúc bài toán tìm hỏi độ sâu H mà. Đấy. Thì do bài này nó thiếu dữ kiện nên là vừa nãy mình bịa đây là đoạn OB nó bằng 50 này. Đấy, bắt buộc phải bịa thì mới làm được. Được chưa? Có thể là thầy Quang thầy viết sách này là thầy tổng hợp nhiều câu quá nên là thầy sót thầy không để ý. Nhưng mà phần lý thuyết đằng trước mà lý thuyết đằng sau là chính xác hoàn toàn. Được chưa? Quyển này rất nhiều câu bị thiếu thiếu dữ kiện. Đấy thì khi mình bịa ra 50 cm thì kết quả có thể nó khác. Khác với đáp án của cái bài đấy. Nhưng mà mô típ làm là vẫn vậy. Được chưa? Vậy là thực tế những bài toán liên quan đến áp lực, đúng không? Thì là mình phải tìm độ lớn, tổng hợp và điểm đạt. Sau khi tìm được độ lớn và điểm đạt nó sẽ quy về là một lực. Đấy. Thì sau khi quy về một lực thì bài toán sẽ trở về bài toán cơ học. Được chưa? Thì giả như bài toán cơ học 1. Đấy. Thì bài này ok rồi đấy, như thế là xong rồi đấy. Thì mình có thể làm, có thể ví dụ thêm nhiều bài khác, ví dụ bài cơ hệ như như này chẳng hạn. Một bình nước đây. Đúng không? Sau nó có nước bên trong, chứa đầy nước bên trong. Nước ở đây chẳng hạn. Được chưa? Nó có một cái thanh nằm ngang như này. Nó có một cái thanh nằm ngang như này. Được chưa? Mình vẽ thêm một hình bên dưới y hệt hình trên, hai hình y hệt nhau đấy. Được chưa? Bây giờ cái thanh này nó như này chẳng hạn, bên này không có nước. Bên này không có gì nhé. Không có gì. Giờ bên này không có gì. Đấy. Thì dĩ nhiên là ví dụ đây mình có nước nhá. Nước này. Dĩ nhiên là áp lực nước thì các bạn nôm na có thể hình dung ra luôn là nó sẽ làm cho cái nó nén cái thanh này xuống. Được chưa? Nén cái thanh này xuống thì cái
Giả sử đây cố định chẳng hạn, hai điểm này cố định, hai điểm dưới cố định. Bây giờ giả sử có một cái dòng dọc ở đây, mình treo đây một cái dây ra đây vuông góc nhé, treo đây một quả lặn đấy, nó cho đây là nước và có những cái tính chất của nước, nó cho khối lượng riêng, nó cho độ cao h, nó cho độ cao h, được chưa? Hai bài này như nhau, nó cho độ cao h, nó cho mọi thông số của nước này. Bây giờ nó hỏi là để cho cái cơ hệ đứng yên thì mình cần treo quả lặng ở đây là bao nhiêu, cần treo quả lặng đây bao nhiêu, mình treo đây một cái quả lặng, được chưa? Thì đầu tiên là chúng ta cần phải biết phân bố lực của thằng này như nào. Thế giờ bây giờ giả sử mình vẽ, giả sử mình vẽ phân bố lực nó như này, xéo như này chẳng hạn, như này hay là như này. Nào, theo các bạn hình 1 và hình 2 thì thằng nào đúng về cái phân bố lực? Hình 1 và hình 2 thằng nào đúng? Hệ đây là như nhau và đây là mình đang biểu diễn lực. Và các bạn xem là phân bố lực như này thì thằng nào đúng? Mình biểu diễn như nào là đúng và thằng nào là sai? Các bạn hãy comment thằng đúng, một hay là hai. Một hay hai đúng? Rồi, hai sai rồi. Hai sai hay đúng? Chắc chắn là hai sai, được chưa? Hai sai, tại vì cái video đầu tiên của mình ấy, cái video vừa trước đây nó là video thứ hai, được chưa? Cái này là thứ ba, thì cái video đầu tiên thì mình có nói về cái tính chất của cái áp lực, đúng rồi, cái thứ nhất là đúng, được chưa? Có hai tính chất để mình phân bố được cái áp lực này. Tính chất đầu tiên đó là áp suất tại mỗi điểm, tại mỗi điểm luôn vuông góc với mặt tiếp xúc, luôn vuông góc với mặt tiếp xúc. Và tính chất thứ hai là theo ngoại phương của một điểm xét, một điểm đang xét thì độ lớn áp suất là như nhau. Được chưa? Thì đây là hai tính chất quan trọng để các bạn có thể xác định được là cái hình dạng của áp lực nó đặt lên một cái thanh hay là một cái vật thể nó như nào. Đấy, thì như hình trên, hình 2 là đúng. Được chưa? Thì nó có hình dạng như trên. Đấy. Bây giờ quan trọng là chúng ta cần phải tính. Bài toán này thực tế là bài toán cơ học thôi, nó quay quanh điểm O này. Chúng ta phải tính tổng hợp áp suất tại mọi điểm trên thanh này, tổng hợp nó thành một cái áp lực là bao nhiêu. Được chưa? Và điểm đặt nó là bao nhiêu. Đấy. Thì bài toán này tính bình thường thôi là tìm áp suất tại tâm này. Đây mình có một cái thanh xét đoạn, dĩ nhiên là thanh mình phải xét đoạn tiếp xúc với nước nhé, từ O đến 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 A chẳng hạn. Từ O đến A thì mình sẽ tìm áp suất tại trung điểm C. Được chưa? Vì mình có độ cao h ở đây. Thì độ cao h đây mình có thể bài nó cho thanh dài AB này. Thì mình lấy thanh dài đấy, đây góc alpha này thì nhân sin alpha này sẽ ra cái độ cao nước, thì từ đấy mình sẽ tính được áp suất điểm C. Làm được cái bài vừa nãy thì sang bài này nó sẽ rất là dễ. Đấy. Tính áp suất điểm C, sau đó nhân với cái độ dài này thì sẽ ra P OA. Đấy, thì đấy, liên quan đến độ lớn thì chúng ta tính được rồi. Và liên quan đến áp lực điểm đặt, được chưa? Thì bài này lại áp dụng công thức gì? ID, điểm đặt áp lực sẽ bằng IC cộng với cả GXC chia IC nhân S. Được chưa?
Nhưng mà bạn nào nhanh hơn chút nữa này, để ý này, hình dạng này thực tế nó là hình tam giác. Đấy, đơn giản thôi, hình tam giác đơn giản thì 2 phần 3, 1 phần 3. Từ O đến D là 2 phần 3 của OA. Thế thôi. Đấy, thì mình tìm được điểm đặt rồi. Thì thằng này làm cho thanh thanh OB này quay xuống dưới, đúng không? Bây giờ cái thằng dòng dọc này nó làm thay đổi chiều nhưng mà độ lớn giữ nguyên. Đấy. Vuông góc hướng lên như này. Cánh tay đòn OA, một thằng là từ O đến D và một thằng là từ O đến đến B, đúng không? Vậy là áp dụng cân bằng moment tại điểm điểm O. Vậy là mình sẽ tìm được điều kiện cân bằng. Đấy. Được chưa? Để rõ hơn về cái áp lực hình hai sai, bởi vì nó không thỏa mãn cái tính chất đầu tiên này. Nó phải thỏa mãn là áp suất tại mọi điểm luôn vuông góc với mặt tiếp xúc, được chưa bạn Huệ? Thì bạn nhìn đây nó có vuông góc không? Không, đúng không? Bên trên nó vuông góc này. Đấy. Có thể hình dưới đúng về độ lớn nhưng mà về phương nó sai. Được chưa? Đấy. Bạn đã thấy nó chính xác chưa? Khi các bạn xác định được áp lực này, tức là độ lớn và điểm đặt, thì nó sẽ quy về một đực và bài toán nó sẽ quay về bài toán cơ học. Được chưa? Và để rõ ràng hơn về cái điểm là áp lực này thì chúng ta có thể làm những hình dạng sau đây. Có thể đi thi thầy sẽ bắt xác định đây này, ví dụ như, ui dồi, xin lỗi các bạn, đây ví dụ như cái bài 2.41 này, bạn nhìn thấy không, có một cái thanh đỡ đây, bên trái đây là nước, bên phải không có gì, có một cái thanh đỡ đây đấy. Có thể bài đi bắt đi tính ứng suất trong cái thanh này là bằng bao nhiêu, được chưa? Hỏi là áp lực cái đặt tại đầu B là bao nhiêu cũng tính được, đúng không? Ví dụ có thêm cái thanh này có trọng lượng nó quanh tâm C chẳng hạn, thì bài toán vẫn vậy thôi, nó vẫn là cơ học, được chưa? Lại tổng hợp thôi. Đấy. Nó có hình dạng là tam giác, được chưa? Nên là cái phần tìm điểm đặt nó sẽ chỉ cần các bạn sử dụng tính chất 1 phần 3, 2 phần 3 rất là nhanh. Được chưa? Làm được bài 2.41 thì sẽ làm được bài 2.40. Được chưa? Đây, giờ sang bài 2.45. 2.45. 2.45 mình có cái hình dạng như sau. Bên trong cái nước chẳng hạn. Đây là cái thanh đỡ. Được chưa? Hay như này chẳng hạn. Đây là mặt đất này. Để tiếp xúc với nước. Mặt thoáng. Đấy. Hay là hình dạng như này. Trong này nước. Trong này nước. Được chưa? Mình làm điển hình thôi. Đây là cột nước bên trong chẳng hạn. Chưa? Thằng này kín trong này là nước này. Mà thoáng đến tận đây. Tức là nước bên trong nó dâng lên tận đây. Đấy. Nước bên trong dâng lên tận đây. Bây giờ hỏi là áp lực nó phân bố như nào? Thì chúng ta luôn nhớ cái tính chất để vẽ cái áp lực. Nó gọi là vật thể áp lực ấy, hoặc là thể tích áp lực. Là có phương các bạn cứ kẻ mẹo nhé, mẹo luôn này. Kẻ từ mặt tiếp xúc, kẻ từ mặt tiếp xúc lên mặt thoáng,
thì thằng này chính là phương. Còn về chiều thì tùy từng bài toán được chưa? Đấy, mẹo thì chúng ta phải xác định phương và chiều đúng không? Thì mẹo là kẻ, luôn là kẻ từ từ mặt tiếp xúc đến mặt thoáng, đó là hình đoạn này được chưa? Hay là hình này, hình này đúng không? Từ mặt tiếp xúc nhưng mặt thoáng, mặt thoáng đây đúng không? Bên này thì mặt thoáng giả định bởi vì nó không có nước thì áp lực nó sẽ như này. Chưa? Được chưa? Nó đặt ở phía trong này. Đặt phía trong này. Nhưng cái độ lớn thì nó sẽ cao đúng đến cái bằng tiếp xúc, mặt tiếp xúc. Kẻ từ điểm tiếp xúc lên mặt thoáng. Được chưa? Còn nó về chiều thì tùy từng bài toán nó hướng lên hướng xuống. Thì với bài này nước nó nằm trên vật thể này thì nó là đè xuống cái vật thể đúng không? Thì là chiều hướng xuống. Còn nó với cái hình bên này thì do là nước nó đang bị chèn ép đúng không? Vậy là rõ ràng nó phải đẩy lên chiều như trên. Rồi thì sang bài này. Được chưa? Thì thằng này nó vuông góc mặt hướng lên như này thì với mặt cong này thì chiều nó sẽ như lên mặt thoáng. Được chưa? Đấy. Còn với mặt trên này thì sao? Với mặt trên này thì mặt thoáng nó ở đâu? Mặt thoáng đây này. Tại vì đề nó cho đây là phần tiếp xúc của mặt nước và không khí, giữa mặt nước và không khí. Đây là mặt thoáng giả định. Được chưa? Thì thực tế nếu mà trên đây phần này nó có nước này, ví dụ nếu mà cái thành bình nó rộng hơn nữa thì áp suất tại những điểm này thì độ lớn nó không đổi. Được chưa? Nó vẫn thế thôi, bởi vì nó hướng từ cái điểm này cho lên đến mặt tiếp xúc. Đấy. Được chưa? Đấy. Được chưa? Thì tất cả những phần này thực tế ra nếu mà nó có bề rộng thì thằng này có phải nó là một khối không? Thì những khối này người ta gọi là vật thể áp lực. Hoặc có thể gọi là thể tích áp lực. Đấy, do là thành phần theo phương OZ trong mặt phẳng OXY này, mình không xác định được là tâm và điểm đặt. Đúng không? Những thằng này thì sao mà xác định được? Thì mình có khái niệm vật thể áp lực và thể tích áp lực. Nó đúng bằng cái thể tích đấy. Nó đúng bằng thể tích V mà nhân với khối lượng riêng gamma thì đúng bằng cái áp lực mà đặt lên lên cái tấm đấy, được chưa? Còn nó ví dụ cái đoạn thẳng này chẳng hạn, đoạn thẳng này nó sẽ là đoạn này này, được chưa? Được chưa? Thế là bài toán liên quan xác định, nó là bài 2.45 thì các bạn có thể tham khảo thêm trong đây, đấy 2.45 trong đề cương. Mình sợ pin mình không đủ thôi nhưng mà chưa đến chết cũng được luôn, thoải mái vì hôm nay thứ bảy mà. Ok, giờ làm bài 2.1 bài nữa nhé. Rồi là sang cái phần tĩnh tương đối. Chúng ta làm bài 2.48. 2.48 các bạn cùng nhìn hình nhé. Để mình vẽ ra trước.
Đây, các bạn cùng phân tích đề với mình. Đây là một cái van, để cho chúng ta xét cái thằng khối này thôi. Xét thằng khối này, còn đâu thằng bờ này coi như bỏ đi, nó coi như thằng giữ nước thôi, không có gì cả. Mà chúng ta xét cái van này. Được chưa? Van này đang ngập trong nước. Thì nếu cái van này mở ra thì cái đoạn khe hở này nó hướng nó sẽ bị hở và nước có thể đi vào được, đúng không? Thì đây là một cái hình dạng van. Đọc đề đã, mình quên đề. 2.48 cho van hình trụ như hình vẽ trọng tâm theo phương ngang. Rồi. Đây. Đề như sau mình sẽ giải thích cho các bạn. Phía bên trong này là nước. Được chưa? Bên này không có gì cả. Đấy. Bây giờ nó hỏi là cái van này có thể quay quanh tâm ô này. Đúng không? Và van này nó có khối lượng và khối lượng nó đạt thằng này là 3/4 đường tròn, đúng không? Nó có khối lượng, nó là hình trụ và có tiết diện là 3/4 đường tròn như các bạn thấy. Và có đường kính là 2R. Đấy, tức là bán kính bằng R. Và trọng tâm của thằng này nó nằm trên đoạn OA. OA hợp với phương ngang một góc 45 độ. Đấy. Và OA bằng R trên 5. OA bằng R trên 5. Và OA hợp với phương ngang với OX một góc bằng 45 độ. Được chưa? Và cơ hệ có thể quay quanh tâm O. Quay quanh tâm O. Được chưa? Và hỏi, đề nó hỏi G, tức là trọng lượng của thằng này bằng bao nhiêu để cho hệ cân bằng. Biết R bằng 40 cm, có bề rộng B bằng 100 cm. Tức là thằng van này nó là hình trụ, nó dài ra này, đúng không? Và cái tiết diện ngang nó là 3/4 chữ nhật như hình vẽ. B bằng 100. Có chiều sâu là H. Có chiều sâu là H. H nó sẽ cho. Được chưa? Giả sử mình H đây là bằng từ dưới đến đây là H. H đây bằng thằng rộng 100, R đây bằng 40, 80, 2 mét đi, H bằng 2 mét. Câu này bị thiếu đề là độ sâu H, nên mình giả sử mình cho độ sâu H. Đấy. Bây giờ nó hỏi G bằng bao nhiêu để khi tổng hợp lại là cơ hệ này đứng yên và cơ hệ này nó có thể quay quanh tâm O nhé. Đấy, vậy là mình phải tính tổng moment quanh tâm O này nó phải là cân bằng. Rồi, vậy là mình sẽ phân tích thành phần áp lực. Đầu tiên là thành phần trên trên cánh trên, thì có phải là nó hướng vuông góc vào mặt tiếp xúc, là vừa nãy mình có tính chất rồi đúng không? Hướng vuông góc vào như này, độ lớn nó sẽ tăng lên theo độ sâu, đúng không? Hướng như này. Thì các bạn ví dụ đây là trên mặt cong CB, đúng không? CB là mặt cong. Thì các bạn dễ dàng có thể thấy là nó vuông góc mặt tiếp xúc, mà cái tiết diện này là đường cong, cong tròn về tâm O. Thì cái phần này nó hướng qua tâm O, nên là nó sẽ không có tác dụng làm moment quay. Được chưa? Vậy là cái thành phần ở cung BC mình sẽ bỏ đi. Được chưa? Thành phần ở cung BC mình sẽ bỏ đi. Tiếp tục mình sẽ phân tích tiếp là phần OB. Phần OB thì có phải là cùng độ cao không? Cùng độ cao thì áp suất nó sẽ cùng độ lớn như này. Được chưa? Đấy. Cùng độ lớn như trên. Các bạn nhìn rõ. Cùng độ lớn như trên. Đấy. Có đoạn từ O cho đến đây điểm dưới cùng, mình gọi đây là điểm D. Đây điểm D. Thì từ O đến D thì nó sẽ phân bố theo hình là hình thang, đúng không? Từ O đến D này. Mình vẽ ra ngoài nó đỡ bị đè lên cái hình từ O đến B, được chưa? Nó sẽ phân bố như này. Đấy.
Và tiếp theo là trọng tâm G nó nằm trên đoạn OA, OA hợp với phương ngang một góc là 45 độ và độ dài OA bằng R chia 5. Đấy. Thì dễ dàng có thể thấy là trên cung BC này thì do là cái áp suất nó vuông góc với mặt tiếp xúc nên là nó sẽ đi qua tâm O, và do đi qua tâm O này nó sẽ không gây moment. Vậy là tổng hợp chúng ta sẽ có đây là ba lực gây moment. Đầu tiên là lực đó là áp suất tổng hợp trên đoạn OB nó thành áp lực OB, tức là POB. Được chưa? Và tiếp theo là POD. Đấy, và tiếp theo là trọng lực G. Được chưa? Thì ba thằng này là moment quay. Được chưa? Thì nó quay trở về bài toán tính cơ học. Đấy, bạn nào mà làm chắc cái phần vừa nãy rồi ấy, chắc cái phần hai bài trước mà mình chưa rồi ấy, thì sang bài này thực tế là các bạn chỉ cần tính thằng này, hai thằng này và tìm điểm đặt ID và thay tìm điểm đặt ID phải, được chưa? Quay về bài toán moment quay quanh tâm O. Được chưa? Nếu mà bài này chưa làm được thì nên xem lại bài vừa nãy, được chưa? Để mình chuyển sang bài tiếp theo. Đấy là bài 2.49. Thì bây giờ là mình cứ hiểu đề nhé, sau đó là Việt Nam thì nó nhanh mà, quan trọng là hiểu đề đã. Rồi. Thì đấy là gì liên quan đến tĩnh tuyệt đối. Nào chúng ta đã cùng xử lý xong hai bài toán, một là bài toán liên quan đến tìm áp suất điểm. Hai là bài toán liên quan đến áp lực. Áp lực thì bài toán đây là gọi là cơ học đúng không? Đưa về bài toán cơ học. Và thứ ba nó liên quan đến gì? Đó là bài điều kiện cân bằng. Điều kiện cân bằng vật nổi. Thì giữa kỳ thì thầy mình bảo là không thi phần này. Điều kiện cân bằng vật nổi thì giữa kỳ của bên mình là thầy bảo là không thi. Không biết các bạn học nửa kỳ không biết có thi không? Thì các bạn có thể đọc thêm trong giáo trình. Thì phần này cũng dễ thôi. Điều kiện tâm nổi là tâm định khuynh trọng tâm phải thấp hơn tâm nổi, hoặc điều kiện nổi thứ hai là tâm định khuynh nó phải thấp hơn tâm nổi, được chưa? Một là trọng tâm thấp hơn tâm nổi, hoặc là tâm định khuynh thấp hơn tâm nổi, được chưa? Thì phần này là các bạn học cả kỳ là không thi này, được chưa? Còn các bạn nào mà học nửa kỳ ấy, môn này đăng ký nửa kỳ thì thi không mình không rõ, theo mình thì tham khảo thôi, được chưa? Tiếp theo tĩnh tương đối. Tĩnh tương đối đó là cái bài toán nào? Nó gồm hai bài toán mình chuẩn bị nói tiếp theo đây. Một là trong xe chuyển động, được chưa? Tức là mình có một cái xe nó đang chở dầu này, có thể là cái xe nó có nắp hay không có nắp, tức là đều tiếp xúc với không khí hay là không tiếp xúc với không khí, đúng không? Một cái xe và con xe này bên trong đang có nước, nó đang có nước đấy, và cho con xe này chuyển động biến đổi đều với một cái gia tốc A bằng constant, thì cái hình dạng bên trong nước này nó thay đổi như nào, hay là cái áp suất điểm tại mỗi điểm nó được tính như nào, nó thay đổi như nào, được chưa? Thế đấy là bài đầu tiên là tĩnh tương đối, là chuyển động với gia tốc A. Và tiếp theo là bài toán liên quan đến quay. Quay thì chỉ có quay đều thôi, quanh tâm, quanh trục, được chưa? Ví dụ như bài toán nó hỏi là cái cốc nước này, được chưa? Bây giờ quay quanh tâm ở giữa, quay quanh tâm thì hình dạng nước như nào, thì chúng ta đã biết là hình dạng nước nó sẽ thành một cái hình như kiểu ruột của cái bát, đúng không? Nó sẽ cong như này, nếu xét 2D nó sẽ cong như này. Đấy, thì đấy là có hai bài toán liên quan đến tĩnh tương đối mà giữa kỳ chúng ta hay thi. Được chưa? Thì đầu tiên đó là một bài toán chuyển động với gia tốc A. Chuyển động với gia tốc
A bằng constant. Rồi, thì đầu tiên là cái xe này nhá, thì nó giống y hệt như cốc nước thôi. Chúng ta có một cái cốc nước như này chẳng hạn. Được chưa? Ban đầu mặt thoáng nằm ngang. Tại sao nằm ngang? Bởi vì nó chỉ chịu tác dụng của gia tốc lực khối là g hướng xuống, là gia tốc trọng trường của trái đất đấy. Được chưa? Thế là giả sử mình nôi cái thằng này nó chuyển động theo một cái A ở đấy. Ví dụ mình có nôi cái bình này nhá, chuyển động với gia tốc A. Ví dụ cho cái A này hướng lên chẳng hạn, cho bình chuyển động với A hướng lên. Được chưa? Bình chuyển động hướng lên với A bằng constant. A bằng constant. Thì theo tư duy chúng ta sẽ biết là cái hình dạng mặt thoáng nó sẽ nghiêng về. Bút xóa đâu ta? Hình dạng mặt thoáng của chúng ta sẽ nó sẽ nghiêng về bên trái như này, được chưa? Đấy, thì tùy xem là cái gia tốc A nó lớn như nào thì cái độ độ nghiêng của mặt nước nó sẽ đỡ bấy nhiêu. Ví dụ cầm cốc nước bạn giật giật văng một cái hoàn toàn có thể làm nước bắn ra ngoài, đó là do cái độ chênh này nó cao hơn so với cái cạnh của cái cốc nước của bạn, đúng không? Bây giờ g hướng xuống như này, đúng không? A nó hướng lên, tổng hợp lại nó thành một cái lực hướng xuống chéo như này, hướng về đây. Thì tại sao nó lại g tổng hợp, tức là gia tốc lực khối tổng hợp nó hướng như này, hướng xiên xuống bên phải như này, mà cái mặt tiếp xúc nó lại nghiêng như này, lại nghiêng về phía bên trái cùng như này. Thì thực tế cái gia tốc A này, được chưa, gia tốc A này nó là A của bình, gia tốc của bình, đúng không? Và cái bình này và nước này nó không có cái gì liên kết ràng buộc với nhau ngoài cái gia tốc g ban đầu, do nó có khối nước, đúng không? Cho nên khi mà bạn di chuyển bình ấy, thì cái thằng nước này nó sẽ sinh ra một cái lực quán tính, và lực quán tính nó sẽ có gia tốc quán tính, nó sẽ hướng ngược lại bên này, gia tốc quán tính, a quán tính, được chưa? Thì a quán tính thì mình sẽ phân tích thành hai thành phần, nó theo phương x và theo phương y. Ấy, và đây là ai đấy, được chưa? Vậy thực tế bài toán này mình sẽ chiếu theo hai phương, đó là nó có thành phần liên quan đến OX và có thành phần liên quan đến OY, được chưa? Còn đâu bài toán liên quan đến tính tuyệt đối của mình ấy thì nó chỉ có theo phương thẳng đứng thôi, bởi vì nó chỉ có một thằng gia tốc lực khối, nó chính là g luôn. Nhưng bây giờ gia tốc lực khối nó là tổng hợp của a quán tính và g phải cơ, tức là nó phải ra thằng này này. Đấy, bản chất nó phải ra thằng này. Được chưa? Thì thực tế thằng A nó vẫn vuông các mặt tiếp xúc. Thì nếu mà nào hiểu sâu ấy thì thực tế là cái G này và cái A quán tính nó là hai đại lượng thành phần, và nó tổng hợp thành một cái G có quán tính. Nó giống như kiểu là bạn bây giờ bạn lên một cái hành tinh khác, ví dụ lên sao Hỏa chẳng hạn. Cái gia tốc do cái sao Hỏa khối lượng lớn hơn nên là các bạn sẽ phải chịu áp lực lớn hơn, giả sử như vậy nhá. Thì có phải là cái g này, g phải nó lớn hơn đúng không? Thì áp lực nó đè nó nặng hơn. Đấy, thì thực tế bài này nếu mà mình xoay ngang ra, xoay như này thì nó giống y hệt như kiểu là gì? Nó là tĩnh tuyệt đối. Nhưng mà lúc này g phải nó là một cái, nó là cái mới lớn hơn, đúng không? Bạn nhìn này, thực tế nó là mặt ngang thôi, đúng không? Và nó chịu một cái gia tốc lớn hơn so với g. Được chưa? Và để giải bài toán liên quan đến chuyển động có gia tốc như này, gia tốc tuyệt đối này, các bạn chỉ cần nhớ một công thức duy nhất như sau. Một công thức, nó được xây dựng được công thức đây à? Bài toán liên quan chuyển động có gia tốc, hai công thức như sau.
2.1 chuyển động có gia tốc. Với trên mặt thoáng áp suất bằng 0. PA bằng 0. Đúng không? Thì có công thức là rho khối lượng riêng của chất lỏng nhân với cả gia tốc A theo thành phần x nhân với x trừ đi rho nhân với cả g cộng với cả A theo thành phần z. Được chưa? Nhân với z bằng bằng 0, trong đó x phẩy z là tọa độ. Bây giờ người ta lấy phương trình OXZ trong hệ OXZ với tâm O là tại điểm không thay đổi độ cao. Hoặc biết trước. Biết trước là biết trước áp suất, đúng không? Thì tại điểm không thay đổi độ cao thì tí nữa mình nói thì các bạn sẽ hình dung ra. Và tiếp theo là G, đây là gia tốc chậm trường. Gia tốc chậm trường. Còn đâu AX và AZ nó là gia tốc quán tính phân tích theo hai thành phần, theo hai phương x phẩy z, đúng không? Như hình vừa nãy chúng ta có ở đây thì trong công thức nó gọi trục đứng hay trục z thì vẫn thế thôi, được chưa? Thì gia tốc a quán tính này nó xiên như thế nào chẳng hạn thì chúng ta đều phân tích được về hai thành phần, một là theo x, hai là theo z, được chưa? Đấy, thì từ công thức này chúng ta thấy đây là hàm, vẫn là hàm bậc nhất, và theo x và theo y nó vẫn có dạng là một đường thẳng, được chưa? Và đường thẳng lúc này nó sẽ xiên như nào đấy tùy thuộc vào ax, g và z, và chúng ta có hệ số nghiêng. Từ công thức này thì có phải là tan alpha sẽ bằng ax mà chia cho g nhân z không? Chúng ta có góc nghiêng của mặt thoáng. Có thể đề hỏi cái này này, các bạn áp dụng này. Tan alpha tan theta đi bằng ax mà chia cho g nhân az. G cộng az, đúng không? Ví dụ có một mặt nước bị nghiêng này chẳng hạn. Đúng không? Nếu nước như này g hướng xuống, gia tốc a đây, a quán tính, đúng không? Chúng ta chia thành hai thành phần, một là az, hai là ax, được chưa? Và tổng hợp hai hình này lại nó ra một hình bình hành, đây là a tổng hợp, được chưa? Mình chọn đây là trục x, đây trục z, đây ô vuông góc, được chưa? Và thường đi thi ấy là các thầy cô cho xe này có thể là chuyển động ngang, xe này chuyển động ngang tức là thành phần gia tốc a quán tính và g nó vuông góc với nhau, đúng không? Vậy là khi công thức này này, khi mà a và g vuông góc thì có phải công thức trở thành là gì? Rho nhân a nhân x trừ đi rho nhân g nhân z bằng 0, tức là được rồi, đây công thức này chia rho đi thì nó chỉ còn x sẽ bằng a nhân g nhân z
đúng không? P này bằng P chứ, vì đây là phương trình mặt thoáng mà. Bằng không nó thành phương trình mặt thoáng mất, bởi vì trên mặt thoáng. Ok, P thì áp suất tại điểm của tọa độ là x và z thì nó sẽ có áp suất P, được chưa? Thì suy thằng này nó phải là d bằng P này. Đặt gamma ra ngoài, đặt gamma ra ngoài thì đây phải có là P bằng gamma nhân với A chia G nhân X mà trừ đi Z. Đấy, thì bài toán A và G vuông góc thì chúng ta chỉ cần nhớ một công thức này thôi. P sẽ bằng gamma mà nhân với cả A chia G nhân với cả X và trừ đi Z nha. Các bạn nhớ là trừ đi Z, Z là độ sâu. Đấy, và công thức tiếp theo có liên quan đến mặt nghiêng, góc nghiêng. Đây là hai. Mạng ở chỗ mình nó hơi kém nên là mình nghĩ là kết thúc live đây và mình sẽ ghi công thức tổng quát up lên cho các bạn, và các bạn thắc mắc phần nào ở phần tiếp theo thì mình sẽ giải thích, chứ giờ máy mình nó không được ổn lắm các bạn ạ. Thế được không các bạn? Mình đang tổng hợp lại công thức. Xin chào các bạn.